Đó, thường là mọi người á lấy cái dao cắt như thế này. Đó. Hoặc là cắt như thế này. Rồi. Cắt như thế này. Để cho nó gọn gọn lại, bỏ những cái tàu lá hư đi mọi người, nhưng mà cắt vậy thì không đúng. Hello. Xin chào quý bà con mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay cũng như mọi khi thì Linh đang chăm sóc những cây dừa bonsai đây. Thì sẵn hôm nay Linh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách hạ những cái tàu lá đã già đi để chúng ta dưỡng những cây bonsai thành phẩm ha. Cô chú anh chị nào ở nhà mà có cây dừa bonsai thành phẩm mình chơi lâu rồi đó, là chúng ta sẽ hạ, cái cách hạ là chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái lá nó già thì chúng ta sẽ hạ những cái lá này đi. Đó, hôm nay thì clip này cũng là clip nhỏ thôi mọi người, một cái cách đơn giản thôi, hạ sao cho nó đúng để cái cây chúng ta vẫn còn phát triển tốt, ok ha. Rồi sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng xem cận cảnh vô cái cách hạ lá già cho những cây bonsai thành phẩm như thế nào ha. Rồi đây mọi người, thì cái cách hạ lá già cho những cây bonsai thành phẩm á, thì rất là đơn giản thôi mọi người. Chủ yếu là chúng ta cắt làm sao để cho nó giữ cây bonsai của chúng ta không bị mất sức ha, cũng như là chúng ta cắt làm sao để cho nó phát triển cái thân này nè cho ok ha mọi người. Như cái cây này là Linh đã nuôi rất rất là lâu rồi nè, mà có một thời gian Linh không có làm dừa bonsai đó, Linh bỏ đại đó, cho nên là những cái lá này nó ra, những cái lá sau này nó ra dài. Bây giờ là Linh chăm lại. Thì ở cô chú chị nào ở nhà thì có chơi cây dừa bonsai, có khi chúng ta để lâu lá nó dài nè, chúng ta muốn chăm nó ngắn ngắn lại thì chúng ta hạ từ từ ha, hạ lá từ từ. Thì như cái lá này là hôm kia Linh cắt nè, Linh nhớ ra là để lại làm clip cho mọi người, nhưng mà lâu quá 2-3 bữa rồi, cái nó héo nè thì chúng ta cắt bỏ. Bây giờ là cái cách cắt thì như cái tàu lá này mọi người thấy không, nó già, nó vàng hết rồi. Này là những cái tàu lá trước đó nè mọi người, trước đó là cái cây nó lùn như thế này nè, mọi người thấy không, Linh nó cắt bỏ hết 4-5 tàu rồi đó nè, nó bầu như thế này nè, nó lùn á. Rồi Linh nó bỏ một thời gian cái nó ra dài vậy nè, Linh mới cắt lại. Bây giờ là Linh sẽ dưỡng, bắt đầu dưỡng là lấy những cái bầu lá như thế này. Ở nhà cô chú anh chị nào á, có những cây dừa bonsai á, nó mới mua về cái lá nó bầu bầu như thế này, nhỏ như thế này nè, rất là đẹp ha. Chơi một thời gian á, quý vị không biết cắt, có thể là quý vị lười chăm, lười cắt, nó sẽ gà dài như thế này. Thì đó, chúng ta cách khắc phục là chúng ta, cô chú anh chị xem được cái clip này là biết cách khắc phục liền. Thì chúng ta sẽ cắt cái này, cắt cái lá này ra, không, cắt cái lá này ra. Chúng ta cắt bỏ cái lá này ha mọi người. Nè. Đó, thường là mọi người á, lấy cái dao cắt như thế này. Đó. Hoặc là cắt như thế này. Rồi. Cắt như thế này. Để cho nó gọn gọn lại, bỏ những cái tàu lá hư đi mọi người, nhưng mà cắt vậy thì không đúng. Chúng ta phải cắt như thế này. Nhẹ nhàng cắt, cắt bỏ luôn, cắt bỏ tới cái bẹ này để cho nó phát, nó tập trung, nó nuôi những cái đọt non bên trong. Còn cái này để vô đây. Đó mọi người thấy không? Cắt cái này, cắt sát cái thân để nó phát triển cái thân từ từ ha mọi người. Còn cái bẹ này thì cũng vậy thôi, chúng ta nhẹ nhàng cắt, cũng như là cắt những cái loại kia, chúng ta chăm sóc cho những cái loại kia thôi ha. Đó, đó mọi người thấy không, rất là đơn giản, rất là mau thôi. Cái này chỉ là một cái clip nhỏ thôi mọi người. Có người, người xem là biết cắt rồi. Đó, chúng ta cắt bỏ như thế này. Sau này nó sẽ tập trung vô nuôi cái đọt non mọi người. Còn để những cái tàu lá như thế này, nó sẽ nuôi cái lá này, nó sẽ mất rất là nhiều chất dinh dưỡng. Tại chúng ta trồng trong chậu thì nó chất dinh dưỡng nó đâu có nhiều đâu. Cho nên á, người cắt, cắt luôn, lặn cái bẹ này. Những cái bên trong này nó ôm nè, nó ôm nè, mọi người thấy không, nó ôm thì mọi người tách ra, giống như những cách mà Linh thường chỉ thôi. Thì chúng ta cắt ra như thế này cho nó bung ra, bẹ bên đây cũng thế, cắt xuống càng sát xuống càng tốt mọi người. Cái cây nó già rồi đó, chúng ta cắt thoải mái nó không chết đâu, trừ khi gãy đọt non nó mới chết thôi ha. Cắt dài xuống nè mọi người thấy không, yeah. Đó, đó rồi. Cái bẹ này thì chúng ta giữ lại nè, đừng cắt sớm quá, cái lá này nó còn non, chưa gọi là già mấy đâu. Rồi ở đây thì chúng ta cũng cắt xuống luôn. Đó, rất là đơn giản mọi người. Thì chúng ta cứ giống như cái cách tắt bẹ mà Linh đã hướng dẫn mọi người thôi.
Trên kênh thì có cái những clip đó, cô chú anh chị nào mới xem được clip này thì có thể tìm vô trong kênh, tìm vô trong kênh để mà xem những clip Linh đã hướng dẫn để tham khảo ha. Đó, mọi người thấy không? Chúng ta lấy cái bẻ ra, bẻ ra, bẻ cho nó sát xuống, là nó sát xuống dưới này luôn. Đó, cái cây chúng ta sẽ không, sau này cái lá nó xong không phát triển cao nữa mọi người. Cái này chúng ta không cắt sát luôn, nó y như cái cách chúng ta dọn cắt cho những cái cây trước đây Linh chỉ, những cây nhỏ nhỏ thôi mọi người, thì chúng ta cứ cắt sát sát xuống ha. Đó, càng sát càng tốt nè, mọi người xem nè, mình cắt sát dưới luôn nè. Đó, cái bẹ này nó cũng gọi là cái cây lâu năm đó mọi người, cái cây này nó già, nó già rồi chúng ta cắt là không có sợ bị chết ha mọi người. Đó, chúng ta cẩn thận lấy cái áo yếm này ra luôn. Đó, Linh có làm một cái clip mà cắt áo yếm cho cây dừa bonsai mọi người, mọi người có thể xem lại ha. Thì quý vị nào mới xem được những clip mới của Linh mà chưa hiểu về cái cách làm dừa bonsai nhiều thì cứ vô trong kênh của Linh lục những clip cũ, dành chút thời gian ra xem. Mà cô chú anh chị nào ở nhà có dừa, có phôi dừa, có những cái trái dừa khô lột ra rồi chúng ta làm luôn, thực hành luôn, vừa xem clip vừa thực hành thì nó ok hơn mọi người, rồi chúng ta làm luôn. Đó, cô chú anh chị nào có đam mê thì cứ làm, sẽ có một cái cây bonsai đẹp hơn mọi người. Nó cũng đơn giản thôi, chủ yếu là chúng ta siêng năng, siêng một chút để gã chăm, chơi cây kiểng là phải chăm mọi người. Đó, chúng ta cắt sát xuống luôn nè. Đó mọi người thấy không, bây giờ cái lá này nó nhỏ lại nè, nó lên nữa cao lắm, nó khoảng nhiêu đây thôi là nó vừa dưới cái tông này mọi người, dưới cái góc này. Đó mọi người thấy cái góc đẹp không, cái góc này là cái góc đỉnh đó mọi người, nuôi rất là lâu mới được vậy ha. Rồi, chúng ta sẽ dưỡng từ từ ra nữa, là sau này chúng ta sẽ bỏ những cái lá bên ngoài này đi, lấy từ cái đọt non này là cái cây chúng ta sẽ bung sẽ nhỏ đẹp ha mọi người. Đó, clip này cũng chỉ có vậy thôi mọi người, chỉ có một cái cách nhỏ thôi. Thì Linh thường làm clip là theo những cô chú anh chị đã hỏi Linh, Linh đã gom những câu hỏi đó lại nhiều rồi Linh mới làm clip để gửi những clip cho mọi người vừa xem clip vừa thực hành nó mới ok. Còn những con chú anh chị hỏi Linh nhắn tin chỉ mà cũng không biết cắt như thế nào là cho đúng. Đó, có những cô chú anh chị ủng hộ những cái cây thành phẩm Linh, bên Linh về chơi một thời gian rồi mà không biết cắt đó, rồi cứ hoặc là bận việc quá rồi để nó sẽ lên cao thì Linh cũng chỉ. Nhưng mà chỉ mà có cô chú anh chị thì biết cắt, có cô chú anh chị thì có cắt rụng luôn cái đọt non, mà rụng luôn cái đọt non này. Đó, cho nên là Linh quyết định gom những câu hỏi nào mà cô chú anh chị hỏi nhiều, Linh nhiều nhất á, Linh sẽ cho ra một cái clip để sau này cô chú anh chị nào mà hỏi thêm nữa thì Linh chỉ cần gửi clip cho mọi người xem tham khảo, vừa xem vừa thực hành trên cây dừa của mọi người ở nhà làm theo thì rất là ok luôn đó. Vậy là cái cách dễ hiểu nhất đó mọi người. Rồi Linh thì có cung cấp là phôi nè, với cây bonsai thành phẩm, với cây một hai lá để cho cô chú anh chị mình về dưỡng để chơi Tết ha. Và có cung cấp cả phôi phôi nữa mọi người, đây phôi nữa đây, đây mọi người, phôi như thế này đó, mọi người về chăm từ nhỏ tới lớn rất là thú vị ha. Thì cô chú anh chị nào thì có nhu cầu về phôi cây thành phẩm, cây 1, 2, 3 lá thì cứ liên hệ với Linh qua số điện thoại và Zalo trên màn hình đó, rồi Linh sẽ gửi những cái ảnh cây hoặc là phôi cho mọi người xem. Rồi mọi người thích cái loại nào thì Linh sẽ chốt đơn và gửi ship code toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi clip hôm nay chỉ vậy thôi mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng, cũng như luôn luôn may mắn trong cuộc sống ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau ha.